mai mốt á, khi mọi chuyện á, mấy vị nói á, là sẽ có một ngày khi một cái chìa khóa nó mở cổng á, thì tất cả mọi chuyện trong cuộc đời chuyện nó mở theo. Còn bây giờ chùa mình vô không được, núi mình lên không được, quê hương mình không được, về cái gì cũng không được hết trơn á, thì tạm thời chịu khó lưu vong đi. Khi nào sư phụ Đức Phật Thầy xuất hiện thì lúc đó mình sư phụ kêu rồi về. Nhưng mà hai tuần trước sư phụ có nói chuyện với chị đó, nghe nói là gần tới rồi, gần kề á. Trên nước Việt Nam, người dân miền Nam á thì biết Đức Thầy là ai, người miền Bắc biết ngài Trạng Trình là ai, nhưng mà khổ hơn, cái ngài Trạng Trình chết gần 500 năm rồi. Rồi hôm nay cái ngài Trạng Trình mang cái thân khác mà cũng nói chuyện tương tự, họ lại bị cái ngã, cái chấp, họ không tin. Nhưng mà ngài Trạng Trình với Đức Thầy là một á, cho nên những gì ngài Trạng Trình nói là điều chúng, cũng y như Đức Thầy nói là điều chúng. Mình nếu mà ở ngoài Bắc mà chung á, mà họ hiểu hôm nay ông Trạng Trình sẽ tái xuất giang hồ, mình dùng chữ tái xuất giang hồ đi, thì là họ sẽ hiểu được, thì đất nước mình nó mới có cái sự thông cảm lẫn nhau. Còn nếu mà họ cứ nghĩ ông Trạng Trình làm Trạng Trình, Đức Phật Thầy Giang là Phật Thầy Giang, ông Huỳnh Phú Sổ là ông Huỳnh Phú Sổ, thì cái đó là do cái tâm của mình, chứ không phải là do các chư vị. Các chư vị không có kêu mình là phân biệt như vậy rồi tự mình chọn đi sai lầm con đường. Ngày xưa các chư vị đã xuất hiện ở thế gian đã cho mình biết cái tương lai của mình như vậy. Nếu như phe thuận thiên với phe nghịch thiên của Việt Nam mà hiểu hai người là một, thì phe thuận thiên với phe nghịch thiên nhập lại thành một, thì nước mình sẽ không có cái chuyện mà nạn Tàu với nạn Mỹ nữa, là tất cả chúng ta đều uống Coca-Cola hết rồi, ở trong quốc nội hải ngoại. Thì cái núi mình cũng đâu có bị chi bộ phá mà nói mình chạy vòng vòng đây đâu. Họ không có muốn cái nước mình đoàn kết. Mà ngày xưa ông Trạng Trình ổng đã nói rồi, biển Đông vạn dặm giang ta giữ. Rồi Đức Thầy cũng đã từng nói, hôm nay ông vô miền Nam, ông đầu thai hình Đức Thầy, mà người miền Bắc lại không tin. Kiệt là đại tử ruột của ngài, Kiệt có nhiệm vụ phải lên nói những cái sự thật, nhưng mà một số lớn người ta vẫn không tin. Là vì Kiệt mặc áo này, Kiệt mà mặc áo vàng như thầy Thích Nhật Từ là bảo đảm tin liền, nên cũng hơi khó cái chỗ đó. Thì mới gọi là hữu duyên sàng lọc là chỗ này. Nhưng mà sắp sửa mọi chuyện á, đâu nó sẽ ra ánh sáng hết, không có gì gọi là quyền bí hay là ảo gì hết. Thật Kiệt là người sống thật. Ở Việt Nam mình hay những người Mỹ thì Kiệt chưa nói được phép nói tiếng Mỹ, là nói tiếng Mỹ mất công dính líu đến cái đảng khổ tả ở vùng này nữa, nó lên nó kiếm chuyện mình nữa. Chỉ mình chỉ được nói tiếng Việt. Mà một số chỉ được hình như là bao nhiêu phần trăm tin Kiệt thôi. Còn rất là số đông phần trăm mà bị nhồi sọ bởi những cái học đường của bên Việt Nam, họ không có hiểu về tâm linh. Và đồng thời nếu mà mấy trăm nghìn cái chùa, mấy triệu tăng ni Việt Nam mà dạy có mấy chục triệu đứa học sinh nhỏ mà dạy hoài dạy không xong, đứa nào nếu giờ chỉ thích vui chơi với nhậu nhẹt với cà phê sáng sỉnh chiều say không à, nó không có biết cái gì gọi là cái tương lai của nó đi về đâu. Trong khi người Việt Nam rất là thông minh đúng không, thằng này rất là khôn nè, nhưng mà ở Việt Nam chỉ có nước đi lại làm gì, úp lá chuối thôi. Ở Mỹ này làm kỹ sư bác sĩ cơ hội làm triệu phú dễ ậm. Nếu nước mình phát triển cũng như Đài Loan hay Nam Hàn hay Nhật, mình đâu cần phải làm ô sinh đi tùm lum, mình đâu cần phải đi chống chui chống nhủi mà làm cá đông lạnh qua bên Âu Châu nữa. Cho nên cái đó tuổi trẻ nó không có biết nhìn. Mà cũng là do cơ vận để cho mình ở cái thời bỉ cực, rồi đến lúc thái lai á, mình mới học lại những cái bài học này, học những cái bài học gọi là ngu dốt. Cũng như Bắc Hàn, nó đã huấn luyện được dân của nó
là nó chim nhân uẩn 6 tuổi biết lái xe, cầm cục đá chọi phi thuyền cũng gớt, nó cũng khóc hụ và hụ. Thì Việt Nam mình mấy vị nói là nếu mà hôm nay kiện không xuất hiện, trong tương lai mấy vị không xuất hiện, nước Việt Nam mình trở lại thành đồ đồng đồ đá. Cái lúc mà mình mới sanh ra cái trí não của mình như tờ giấy trắng à, ai mà nói cái gì vô mình tin cái đó. Mà trong luật Phật đó, người nào mà làm sai mà nói người ta làm sai đó là bị đọa địa ngục vô gián. Nên những Phật tử thời nay đa số không có tin Phật Di Lặc xuất hiện, cũng không có tin Đức Thầy, là không biết Đức Thầy là ai, mình trở về chuyện của ông Trạng Trình, cũng không có biết ngài là ông Trạng Trình nữa, cũng không có biết là ngài là người lo cho nước Việt. Và một khối lớn người Việt cũng không bao giờ hiểu được là mình sống song song với các gì vậy, sát bên luôn á, kiệt là người sống chung sát bên luôn á.